Chào mừng bạn đã đến với video thứ 6 trong series video hướng dẫn về giao diện Flash trên hệ thống iRoot. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo ra thanh menu và đưa cái thanh menu đó lên trang chủ website của bạn sử dụng giao diện Flash. Thì việc đầu tiên mà bạn cần làm đó là bạn phải định hình được là cái website của bạn cần một cái thanh menu như nào. Ví dụ mà là một website về thiết bị điện tử thì bạn sẽ thì ở đây sẽ có một cái menu là trang chủ, dịch vụ, điện lạnh, điện gia dụng, vân vân. Tùy theo từng sản phẩm dịch vụ và nhu cầu của bạn mà bạn sẽ tạo thanh menu như ý. Thì trước tiên là bạn hãy vào đăng nhập vào trang quản trị website của bạn. Thì cái thanh menu nó sẽ được cấu tạo thành từ những cái trang, những chuyên mục sản phẩm hoặc là những cái link tùy chỉnh mà bạn đưa vào. Thì để đầu tiên để làm cái thanh menu bạn sẽ cần thêm những trang đó. Ví dụ thanh menu của bạn sẽ có các thành phần như trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang tin tức và trang liên hệ. Thì bạn phải sẽ định hình được đó là cái trang giới thiệu và trang liên hệ nó chỉ có một bài duy nhất thì bạn sẽ sử dụng phần trang để thêm, còn trang tin tức, trang chia sẻ thì bạn sẽ sử dụng là phần bài viết và chọn chuyên mục. Bởi vì trang tin tức và trang chia sẻ thì nó sẽ gồm có nhiều bài viết nằm trong chuyên mục đó, cho nên bạn sẽ chọn là chuyên mục ở phần bài viết. Thì trước tiên là mình sẽ tạo cái trang giới thiệu và trang liên hệ ở đây. Mình sẽ thêm trang mới. Ở đây mình sẽ tạo trang giới thiệu. Nội dung thì mình sẽ thêm sau, mình sẽ kích vào đăng bài viết. Tiếp theo mình sẽ tạo một trang liên hệ. Sau khi tạo xong trang giới thiệu và trang liên hệ, mình sẽ bắt đầu sang tạo men mình sẽ bắt đầu sang phần tạo chuyên mục. Ở đây thì mình sẽ tạo ra hai chuyên mục. Chuyên mục thứ nhất là tin tức. Bạn viết vào đây rồi dần enter là được. Chuyên mục thứ hai mình sẽ thêm là phần hướng dẫn chẳng hạn. Rồi, sau khi tạo xong các trang, các chuyên mục như này, nếu là website của bạn có phần sản phẩm thì bạn sẽ tạo phần thêm phần chuyên mục sản phẩm bằng cách bạn vào phần sản phẩm vào trong chuyên mục. Ví dụ mình sẽ thêm một phần chuyên mục nữa là gói website. Rồi, rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành tạo menu. Để tạo được menu bạn hãy vào phần giao diện và chọn phần menu. Ở đây nếu bạn đã có thanh menu cũ rồi thì bạn sẽ sử dụng thanh menu cũ, còn không thì bạn sẽ tạo một thanh menu mới. Ở đây mình sẽ đặt là menu hướng dẫn. Sau khi đặt tên cho menu xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đưa những cái thành phần vào đây. Ví dụ ở phần trang, ở đây nó sẽ không hiển thị toàn bộ những cái trang về vì có một số trang mới và trang trống, nên bạn sẽ kích vào phần xem tất cả. Ở đây mình sẽ thêm vào là phần trang chủ, trang giới thiệu và trang liên hệ. Tiếp theo ở phần chuyên mục, mình sẽ thêm những chuyên mục mà mình muốn đưa vào, bạn cũng kích vào xem tất cả và chọn phần hướng dẫn và tin tức. Mình sẽ xuống phần danh mục sản phẩm, mình sẽ đưa cái danh mục sản phẩm mình mới đưa vào đây, gói website. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ sắp xếp cho cái menu này sao cho hợp lý. Ví dụ, menu của mình sẽ là gồm có trang chủ, giới thiệu, gói website, hướng dẫn, tin tức và liên hệ. Sau khi tạo được thanh menu như này, bạn hãy kéo xuống phần tùy chỉnh chính đơn. Ở đây sẽ có 3 phần để cho menu của bạn có thể hiển thị. Phần thứ nhất là phần main menu. Phần main menu này là phần hiển thị ở thanh ở giữa của website, nơi mà cái menu nó sẽ nằm ngang hàng với cả cái logo. Phần thứ hai là phần top 3 menu. Top 3 menu là cái phần cái thanh ở phía trên của cái thanh menu của cái thanh chính, nghĩa là ở phần trên của logo. Ở đây thì mình sẽ chọn cái thanh menu nằm ở phần ngang hàng với logo là ở phần main menu. Bạn sẽ kích vào hai phần đó là main menu và main menu mobile và lưu trình đơn lại. Bây giờ bạn hãy sang website của bạn, lót lại và xem đã có thay đổi gì chưa. Đây, như các bạn thấy, ở phần menu của mình đã thay đổi. Mình vừa tạo ra một thanh menu gồm có các thành phần là trang chủ, giới thiệu, có website, hướng dẫn, tin tức và liên hệ. Tương tự như vậy, nếu mà mình muốn đưa cái menu này lên phần top 3 menu ở phía trên này, thì mình sẽ quay trở lại cái phần cấu hình menu vừa nãy. Mình sẽ kích vào phần top 3 menu và lưu lại. Mình lại loa lại lần nữa.
Vậy là thanh menu ở phía top 3 đã thay đổi. Để chỉnh sửa cái phần hiển thị cho cái thanh menu này thì bạn sẽ phần vào phần tùy chỉnh, quay lại phần quản trị website, ở phần giao diện bạn chọn tùy chỉnh. Ở trong giao diện tùy chỉnh bạn hãy chọn phần header, vì thanh menu nào ở phần header nên bạn sẽ chọn phần header để cái cấu hình cái cách hiển thị của menu. Ở phần menu chính thì bạn hãy vào phần header main, kéo xuống phần navigation. Ở đây nó sẽ có các cái phần để hiển thị cho menu, ví dụ như cái độ lớn của menu này, menu in hoa hay là in thường, menu nó hiển thị như nào, có gạch hay không, hoặc là có in màu nền hay không, vân vân. Tương tự như vậy với cái top 3 menu, bạn hãy quay lại vào phần top 3. Ở đây bạn cũng kéo xuống phần navigation style và nó cũng cho chỉnh sửa phần style cho menu. Nếu menu của bạn nằm ở phần hidden button, phần hidden button nghĩa là nó là một cái thanh ở bên dưới cái phần logo. Ví dụ mình sẽ đưa một cái menu, mình sẽ đưa cái menu ở phía trên này xuống phần dưới. Bạn có thể thấy rõ hơn. Cái thanh hidden button nó sẽ hiện ra. Thì bạn cũng sẽ vào phần hidden button, phần navigation và chỉnh sửa cái cách hiển thị cho menu của bạn. Như vậy là bạn đã tạo được một thanh menu cho website của bạn. Bây giờ bạn chỉ cần cấu hình sao cho cái thanh menu đó đẹp và phù hợp với website của bạn là thành công. À, chúc bạn thành công.